Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Game Live. Và hôm nay cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game bắn súng đang khá là hot và được nhiều anh em quan tâm. Con game này thì có tên gọi là A-Fork 2. Hiện tại thì con game này đang trong giai đoạn thử nghiệm ở trên Android và sẽ chính thức ra mắt vào khoảng tháng 10 các anh em ạ. Đang thử nghiệm ở trên Android nhá, và là Android nước ngoài. Nên các bạn muốn chơi game này anh em sẽ phải cài file BK và chơi trên điện thoại không bực bằng giả lập nhá. Bởi vì game nó sở hữu một cái đồ họa 3D theo kiểu phong cách cel shading cũng khá là nặng và bù lại thì rất là đẹp. Thì đây, cách chơi đây, đây là phần hướng dẫn game này. Chúng ta sẽ mua súng. Ồ, giao diện khá giống Valorant nha anh em nhá. Mua súng, thậm chí là mình thấy là hình như là mua cả kỹ năng hay là mua skill gì đó. Mua skill hoặc là mua lựu đạn gì đó. Nói chung là có vẻ như là khá giống Valorant, nhưng mà mình thấy không thể có kỹ năng nhân vật nhỉ. Mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về cái con A-Fork 2 này đâu. Thì cứ chơi nhá. Về thao tác di chuyển các thứ thì nó tương tự game bắn súng góc nhìn thứ nhất trên mobile khác thôi. Như kiểu Call of Duty, Apex Legends, các thứ này nọ thì mình không thể nói làm gì rồi. Rồi. Đây là mình đây bắn ngắm bắn này. Đó, di chuyển ngắm bắn. Game này thì đồ họa nó kiểu phong cách anime ấy, kiểu anime cho xuất đinh ấy. Mình thấy khá là đẹp và ấn tượng. Game có dung lượng khoảng 4GB nhá mọi người nhá. Cũng với một con game bắn súng thì mình nghĩ là cũng không phải là quá là nặng. Rồi đây đặt cũng đặt bom này, cũng có chế độ đặt bom này, đặt EMP này. Bom game này là úi giời ơi, bị bắn này. Cười luôn. Đây là phần cốt truyện nhá. Các bạn này click skip cái phần CG này. Đấy, chạm giữ là skip rồi, lại này. In theo ability đó, tức là nhân vật thì nó sẽ có kỹ năng nhá. Các bạn sẽ có hệ thống nhân vật và mỗi nhân vật nó sẽ có kỹ năng riêng. Và game này bắn theo kiểu round đấu ấy, nên là trong round đấu thì các bạn thể mua súng này, mua giáp này, mua kỹ năng của nhân vật. Nó tương tự Valorant nhá. Mình thấy là nó giống Valorant. Ui, nó sử dụng kỹ năng này, né. À, đau đấy. Rồi bắn này, cầm bắn. Đó, các bạn bắn vào đầu thì sát thương nhiều hơn đúng không? Rồi, đấy, có thể nút trượt luôn mọi người ạ. Sẽ có nút trượt, nút ngồi, nút trượt, nút nhảy, các thứ. Nút trượt đấy là do kỹ năng của nhân vật của mình nhá. Chứ không phải là... đấy là kỹ năng, chứ không phải là ấy. Rồi, ok. Đặt bom. Đó, và... rồi. Có vẻ như cái chế độ... Ui, Barret này. Có cái chế độ chơi đặt bom này thì... Nói chung là mình thấy là cái con A-Fork 2, đây tên game này, thì nó khá là... nhiều điểm tương đồng với Valorant anh em ạ. Mình thấy là khá nhiều điểm tương đồng từ chế độ chơi rồi cách mua súng, mua kỹ năng, nhân vật các thứ. Khá là giống Valorant. Có một chút CS:GO nữa. Hệ thống súng thì toàn những khẩu súng quen thuộc, súng hiện đại như bây giờ thôi, M4A16 các thứ. Rồi, tiếp tục nha. Thì đây là phần đầu game thì nó cũng hướng dẫn khá là kỹ dành cho người chơi mới. Mình thấy là nếu bạn nào mà từng chơi game bắn súng góc nhìn thứ nhất ở trên mobile này, từng chơi Valorant hay CS:GO ở trên PC này thì thật sự là sẽ không khó làm quen với con game A-Fork 2 này nhá. Từ cách di chuyển, cách các cái chế độ chơi nó tương tự thôi, nó cũng không có gì quá nhiều. Hơn nữa có vẻ như đây là đang là bản thử nghiệm ở trên Android thôi, nên là hình như là không biết là chế độ chơi nó có đa dạng không. Rồi, chúng ta sẽ... bây giờ thì nó bảo là mình đi bắn với bot đã. Vẫn là trong phần tân thủ của mình sẽ học chơi bắn với bot để làm quen với các cái chế độ chơi thứ. Nó vẫn là phần hướng dẫn tân thủ nhé mọi người nhé. Ấn vào play này. Các bạn sẽ có hai chế độ chơi, đó là normal và rank. Đấy, bắn thường và bắn rank. Và hình như là chỉ có một chế độ chơi duy nhất là chế độ đặt bom thôi. Sau này thì nó sẽ mở rộng hơn, nhưng mà vì con game này đang beta. Đấy, đang beta test ở trên Android nên là chế độ chơi nó cũng chưa nhiều. Rồi, trước khi vào bản đấu thì các bạn sẽ chọn nhân vật nhá, tương tự Valorant. Mỗi nhân vật thì nó sẽ có 3 kỹ năng riêng. Đấy, các bạn thấy không? Mình sẽ chơi nhân vật Annie này đi. Annie này thì 3 kỹ năng này. Rồi, toàn kỹ năng chiến đấu thôi. Đó, game này thì bắn theo kiểu 5v5, chia 2 đội xanh và đỏ. Đó, tương tự Valorant nhá. Đây, hệ thống bản đồ này. Phần loading này thì không có gì cả. Đấy, ở đây mình đang bắn về bot thôi, gọi là tập chơi ấy. Đấy, đây là khu vực bản đồ này. Đồ họa đẹp nhỉ, đồ họa cel shading này thì mình rất là thích rồi. Các bạn sẽ thấy trong rất là nhiều tựa game với cái đồ họa phong cách cel shading này. Đây là cái gì đây? Hướng dẫn. Đây, game objective, tức là nhiệm vụ của game đó là thì chúng ta sẽ có, nếu các bạn ở phe tấn công ấy, thì sẽ có hai khu vực là A và B. Hai khu vực này thì các bạn hãy đặt EMP, tức là đặt bom ấy, mình hay gọi là đặt bom ấy, ở trong một trong hai khu vực này. Đấy, nhiệm vụ của bạn là đặt bom. Đấy, đặt bom ở trong khu vực này, và sau khoảng 45 giây,
đúng không? Sau 45 giây, ồ, tương tự một con tin khác thôi, 45 giây thì nó sẽ nổ. Thì nhiệm vụ bạn sẽ bảo vệ quả bom này, hoặc là có một cách khác là các bạn tiêu diệt hết kẻ địch thì bạn sẽ là người chiến thắng. Đấy là phe tấn công nhá, còn phe phòng thủ thì ngược lại thôi, tương tự. Nói chung là giống CSGO này, giống Valorant các thứ này, đúng không? Cũng không phải là cái gì quá là khó hiểu các thứ này nọ gì cả. Đây mua súng này, AK rồi M416, Barret các kiểu luôn, có Barret các thứ này thay vì AWM hoặc AWP thì có Barret. Rồi chúng ta sẽ đi nhặt bom. Đấy, đầu game thì bom nó tự rơi này, và ai nhặt thì người đấy đặt bom. Đó, nó tương tự Valorant dã man luôn. Các bạn sẽ có 15 giây để mua súng nhá. Mua súng trong shop. Mua súng, mua kỹ năng của nhân vật. Tức là kỹ năng nhân vật thì các bạn phải mua. Đấy. Có, tức là mỗi nhân vật thì nó có kỹ năng riêng, nhưng mà các bạn phải mua theo từng round đấu ấy, các thứ ấy. Lưu ý cái phần này cho mình. Đấy, chúng ta sẽ hướng dẫn gì đây? À, nó bảo là cái độ chính xác. Nếu mà vừa di chuyển vừa bắn thì độ chính xác nó sẽ giảm. Đó, nếu các bạn một mẹo đó là lúc mà bắn thì đứng im một chút để tâm nó ổn định. Tức là game này thì cái tâm nó sẽ có độ giật tùy từng loại súng nhá, nó sẽ có độ giật khác nhau. Nó không phải kiểu Valorant thì nó dễ hơn. Valorant thì không có độ giật của súng, mà nó con game A42 này lại cái phần giật súng thì nó sẽ kiểu như CSGO, tức là nó không giật bằng đâu, nhưng mà nó có độ giật khi mà các bạn di chuyển thì tâm nó sẽ bị to hơn ấy, thì độ chính xác nó giảm đi. Đó, thế là các bạn lưu ý nhá. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Đấy, nó cũng có độ giật nhất định. Đấy là mình còn được ghim đấy, vừa di chuyển vừa bắn thì sẽ khó hơn, chính xác nó thấp hơn. Lưu ý cái phần này nha. Đấy, vừa sử dụng kỹ năng đấy anh em ạ, ném flash này rồi bắn rocket này, tùy nhân vật thì có kỹ năng khác nhau. Này, ném flash tiếp này, có kỹ năng thì có thể mua được hai cái để ném được hai lần, có những kỹ năng thì dùng được một lần một round đầu thôi, sang round sau lại phải mua lại. Nó rất là giống Valorant luôn đấy, thề cái con A42 này rất là giống Valorant. Rồi 1-0. Tiếp tục này, hướng dẫn gì đây? Economy, à cái phần tài chính. Tức là khi mà các bạn tiêu diệt kẻ địch nhá, hoặc là thắng thì các bạn sẽ nhận được thêm tiền. Đấy, đội thua sẽ nhận được ít tiền hơn. Nhưng mà nếu mà đội thua liên tục ấy thì cũng sẽ được cộng thêm bonus tiền. Điều này để đảm bảo cái sự cân bằng giữa hai bên về số lượng tiền, thì tiền này nó liên quan đến việc các bạn mua súng này, mua giáp này, mua kỹ năng các thứ. Rồi ở phần này thì phần cài đặt thì các bạn này tùy chỉnh layout nhá. Tức là tùy chỉnh cái phím bấm sao cho phù hợp với ngón tay của các bạn nhất, làm sao để thao tác nó phù hợp nhất. Bởi vì có những bạn thì chơi bằng điện thoại, các bạn thì chơi bằng iPad các thứ, thì điều này rất là quan trọng. Thì game này nó cho phần các bạn tùy chỉnh cái phần phím bấm đó, vị trí phím bấm, tùy chỉnh tâm ngắm, tùy chỉnh rất là nhiều cái. Ở đây có phần đồ họa này, để lên HDR rồi khử răng cưa, game hỗ trợ 144 fps nhá, mà tùy thiết bị. Đấy, tùy theo thiết bị của bạn thì nó sẽ mở khóa tối đa là 144 fps. Đó, máy bạn nào hỗ trợ 144 fps thì có thể bật lên để cho nó mượt nhất. Tất nhiên là khi mà chơi mobile mở 144 thì mình nghĩ là ít điện thoại lên được đến 144 lắm. Nếu mà lên được thì tốt thôi, các bạn chơi mượt hơn thôi. Game bắn súng thì FPS càng cao càng mượt mà anh em. Đồ họa đẹp nhỉ, mình rất thích cái đồ họa con A42 nhá. Mình nghĩ là cái đồ họa chính là điểm nhấn ấy, chứ còn gameplay thì mình thấy cũng tương tự game khác thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhiệm vụ của bạn nó là bảo vệ người cầm bom, bảo vệ MP. Nếu đây, bảo vệ. Cái game này nó làm quả hướng dẫn rất là dễ thương ấy mọi người, thề đơn giản dễ thương lắm á nhỉ. Rồi đây, ví dụ như mà người cầm bom mà bị chết thì bom sẽ rơi. Đó. Cái này thì thực ra thì bạn là, như mình đã nói, bạn là chơi Valorant các thứ nhiều rồi thì cái này không thì các bạn hiểu rồi ấy, chẳng qua là nó làm như này để dành cho người chơi mới ấy. Nó làm quả mình này, quật hoa sử dụng kỹ năng này, không nhìn thấy gì luôn này. Vãi, bản đồ cũng không nhìn gì luôn này. Ở đây rồi. Mày ném bom luôn. Cái gì đấy, đứa bắn đấy. Ở đây mình đang bắn cái máy đấy, không có mình chết lâu rồi. Ua, ném flash này, không nhìn gì luôn ạ, chịu đấy. Đây, đồng đội đặt bom này, sẽ bảo vệ quả bom nha. Nói như là bạn nào, anh em nào mà từng chơi Valorant thì con game này tương tự thôi. Mày hà bưởi rồi. Đấy, cậu này nhặt súng đối thủ này. Đó.
À, chúng ta sẽ đến với phần đổi phe, tức là bắn một lúc thì sẽ đổi phe cho hai bên nhá. Lúc ấy mình phe tấn công, bây giờ mình phe phòng thủ. Đây là hướng dẫn này. Đổi phe. Khi mà đến round thứ 8, chơi như nào cũng được, tỷ số bao nhiêu được, đến round thứ 8 thì sẽ tiến hành đổi phe. Ví dụ 3, 5, 4, 4, 1, 7 các thứ. Cứ tổng đến round thứ 8 thì sẽ đổi phe. Và ngoài ra thì đội nào mà được 9 điểm nhất, 9 điểm trước thì sẽ thắng. Nhưng mà tổng ván đấu sẽ không quá 14. Đấy. Tức là các bạn chơi, nếu như các bạn bên các bạn được 9 điểm trước thì anh em sẽ thắng. Tuy nhiên là có sẽ có trường hợp như kiểu là 8, 6 các thứ đúng không? Thì nó chỉ đến round thứ 14 thôi. Ví dụ đến 8, 6 thì bên nào được 8 điểm là hết round rồi thì sẽ thắng luôn. Đấy, các bạn lưu ý cái phần này nhá. Rồi, game này thì đấy, đến round thứ 8 thì đổi bên và tổng là 14 round. Đấy, và bên nào được 9 điểm trước thì là bên này sẽ thắng. Lưu ý phần này. Rồi, nhưng mà nó tương tự Valorant thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nên giảm một chút. Game mobile mà để này thì chắc là một game đấu cũng phải tầm 15-20 phút đấy. Game bắn vì nó bắn theo, đây là chế độ đặt bom mà, bắn theo team. Không ngắm này. Bật chế độ ngắm lên. Rocket, ui sổ mạnh dã man luôn. Nói chung là game chơi ok. Độ hòa đẹp, xứng đáng chơi đấy mọi người. Hiện tại thì iOS mới có thể đặt trước thôi, tháng 10 nó ra. Còn Android thì nó đang thử nghiệm chơi mọi người ạ. Đấy, và hiện tại thì chế độ chơi cũng khá là hạn chế, mỗi chế độ đặt bom này thôi. Mỗi chế độ đặt bom này anh em ạ. Chưa có nhiều chế độ chơi lắm. Rồi, victory thắng rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình xem qua một số cái tính năng nhá. Đấy, đây ra diện chính các thứ. Đấy, chúng ta sẽ có cái phần nhân vật này. Đấy, các bạn sẽ có nhân vật và một số nhân vật thì các bạn sẽ mua để mở khóa. Các bạn sẽ có rất nhiều nhân vật ở phiên bản hiện tại, khoảng 10 nhân vật ấy, hơn 10 nhân vật thì phải. Thì các bạn này mở khóa nhé, các bạn sẽ cần tiền để mở khóa nhân vật mọi người ạ. Sẽ có một số nhân vật thì được mở sẵn, tặng sẵn. Đấy, nhưng còn lại thì các bạn sẽ phải mở khóa. Cái này thì game bắn mấy con kiểu Valorant cái thứ này thì nó cũng tương tự thôi. Đấy, mỗi nhân vật thì nó sẽ kỹ năng riêng. Đấy, phần menu này. Giao diện game thì rất đơn giản. Hiện tại thì khá đơn giản. Đây là bảng nhiệm vụ này. Đấy, anh em hoàn nhiệm vụ thì cũng được tiền đấy. Các bạn thể tích tiền để mở khóa nhân vật. Ok. Cho qua đi. Đấy, phần hướng dẫn tân thủ nó sẽ mất khoảng 15 phút. Rồi. Thằng này thì nó làm khá là kỹ đấy. Mình nghĩ là hợp lý thôi, phải dành cho người chơi mới nữa. Chứ nhiều anh em là cũng lần đầu chơi ấy, nên là phải có phần hướng dẫn nhỉ. Bạn nào chơi game bắn súng nhiều thì không cần. Thực sự là không cần. Rồi, đây phần menu này. Chúng ta sẽ có phần nhân vật nhá. Đấy, mỗi nhân vật thì nó sẽ có kỹ năng ability. Thì các bạn để xem trước. Đây, xem trước các kỹ năng của nhân vật. Đó, xem trước các kỹ năng của từng nhân vật để nắm được là kỹ năng đấy nó có gì. Và con game này nó làm hướng dẫn khá là hay, rất là trực quan luôn ấy và dễ hiểu luôn đó. Mà kiểu nó làm nhân vật kiểu con chó nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Đây này, như là ném smoke. Cái này rất là giống Valorant nhá. Đó, con game này mình thấy là nó học tập Valorant khá đấy. Cũng không phải đùa đâu, có những kỹ năng na ná Valorant à. Đấy. Đấy, các bạn này chơi thử, không chỉ xem mà các bạn này chơi để thử để sử dụng kỹ năng. À, cái này là soi này. Đấy, soi xem kẻ địch ở đâu luôn. Đó. Khá là hay nhỉ. Đấy, rồi chúng ta có phần play thì hiện tại có một chế độ thôi, đặt bom thôi, chưa có nhiều. Nhưng mà sau này thì chắc chắn ra thì nó sẽ có thêm nhá. Chứ một thế này thì chơi chán lắm. Rồi có phần collection này là chắc là phần súng thôi. Battle Pass Store. Đây súng này. Súng này thì không thể nâng cấp được nhá. Nó chỉ có thay đổi skill các thứ thôi. Đấy, vũ khí thì cũng rất là quen thuộc. Ok, thì như vậy là cậu Bảo giới thiệu nhanh cho anh em con game đang trong giai đoạn beta test bắn súng góc nhìn thứ nhất có tên gọi A-Fork 2. Bạn nào quan tâm thì anh em có thể tải game và chơi thử nhá. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả K5PK. Cảm ơn anh em theo dõi video này của cậu Bảo. Mọi thú vị đừng quên like, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Tokyo Online. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.